xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay là mình sẽ đến với một con nick ở server 577 là gà bác sĩ nha các bạn. Thì nói chung đây là một nick mà Cú bán ra cũng khá là lâu rồi, và hiện tại thì nó lại trở về tay mình nữa các bạn ơi. Thì hôm nay là đầu tiên là mình sẽ lên show cho anh em xem full trước, và sau đó thì mình sẽ đi giải siêu cấp nick này để xem như thế nào ha các bạn. Thì sẵn một công đôi chuyện luôn, thì trước khi vào video thì nói chung là cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình, và một lần nữa thì chúc tất cả mọi người sẽ vui vẻ ha, cũng như là giữ gìn sức khỏe các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ con nick này ở thuộc server 577 là thuộc cụm server 550 519 rồi các bạn, là cụm của CR7 đồ nè. Wow, thì ra là ông này ông đổi thành hèn gì hôm qua đam mình sập đầu luôn các bạn. Thì đây là một con nick liên kết Zalo thuộc cụm server 550 519 600 đồ ấy mọi người. Server gốc của nó là 577 nha. Thì vừa mới lên là nhận thông tin là bị ly hôn rồi các bạn, toan chưa nhờ. Rồi xong luôn, bả ly hôn thành ra là bị tuột hết khoảng 7-8k lực chiến ấy mọi người. Hồi nãy mát là khoảng 529-530k ha. Thì ok, bây giờ là cô sẽ show chi tiết cho anh em xem. Thì trước tiên thì vừa show vừa thương mại một tí xíu, là anh em nào đang cần tìm nick, đang cần nạp mốc, đang cần giao dịch trung gian, hay các bạn đang cần thanh lý nick hay bán hộ nick, thì liên hệ với cô qua số điện thoại ở trên video và số điện thoại ở phần mô tả là số điện thoại cá nhân cũng như là Zalo duy nhất của cô nha các bạn. Ngoài ra những số khác đều là giả mạo, đều là lừa đảo. Thì mong là anh em trước mỗi kèo giao dịch sẽ call cũng như là gọi vào số điện thoại để xác nhận chuẩn xác hơn, để anh em tránh bị gặp giả mạo khi mà muốn ủng hộ Cú hoặc là quý Cú muốn ủng hộ kèo ha. Rồi ok, thì đây là một con nick level 60 nha các bạn. Thì nói chung tầm level là nó sẽ rep cho các bạn trên lệch là hơn và dưới hơn level và dưới level là tầm 5 level thôi. Tức là level 60 thì các bạn sẽ gặp từ level 55 cho 65 khi mà các bạn đi đơn ở sảnh ha. Thì đây là một con nick mà đã full bộ nhẫn 7 rồi nha các bạn. Đây, nhìn khá là bắt mắt luôn. Thì ở đây hiện tại thì cái phần tăng sao của chúng ta thì hiện tại vẫn chưa full nha các bạn. Thì ở đây thì chỉ mới điều có cái gì các bạn, cái này kêu bằng cái gì, mặt trời hả, hai một cái mặt trời và hai cái sao thôi. Nói chung là còn rất là nhiều. Nhẫn kim cương của chúng ta thì hiện tại là 1.400 điểm thôi các bạn, nhưng mà đã cộng 5 thì đã ok rồi ha. Về Venus, à VIP Ares chứ, VIP Ares thì 58%. Nick này thì được một cái lợi thế là nó có kho vũ khí thì cũng khá là vừa miệng để sử dụng. Thì đây cũng là một con trong những con nick mà tầm trung của đang rao ở bên Zalo thôi. Thì giá của nó sẽ dao động từ khoảng là 3 cho đến 4 mét nha các bạn. Thì khi nào mà anh em có nhu cầu thì anh em cũng có thể sang, thì mình sẽ báo giá cụ thể hơn cho các bạn. Thì ở đây về kho vũ khí thì chúng ta có wow búa nha các bạn, wow búa gia hạn nha, không phải vĩnh viễn nha. Rồi wow boomerang, rồi super karaoke vĩnh viễn. Wow búa và cả wow boomerang thì các bạn sẽ gia hạn như bình thường là 5.000 xu khóa và 5.000 xu thường, hoặc là 5.000 xu thường cho 30 ngày sử dụng nha anh em. Ngoài ra thì chúng ta có cả super pháo vĩnh viễn nữa nè. Cái xe này thì ngày thôi các bạn. Thời trang thì hiện tại là chúng ta đang xài áo và nón ở shop, áo thì đã vĩnh viễn, shop thì ở sao hôm nay mình cứ kiểu nói nhầm các bạn, nói chậm chậm lại mới được, cứ nói tào lao ấy. Phần nón thì hiện tại là đang xài nón ở shop giờ vàng nha anh em. Thì cái này là nó sẽ mở bán vào thứ sáu hàng tuần từ 12 giờ cho đến là 6 giờ chiều, 12 giờ trưa cho đến 6 giờ tối chứ quên là chiều nữa. Rồi đạo cụ của chúng ta thì như các bạn cũng đã thấy thì ở đây chúng ta còn 3 cái thẻ đổi tên luôn mọi người, và 2 cái thẻ biến màu tóc nè. Rồi đá chất vàng thì nói chung là cũng khá là nhiều ha. Áo nón thì tầm khoảng 7.900, còn vũ khí thì là 4.000 nha anh em. Rồi cái gì nữa đây? Ở đây thì một lát là Cú sẽ thử nhân phẩm với những cái này xem như thế nào nhờ. Mở bớt các bạn ơi. Rồi về phần thuộc tính thì hiện tại là chúng ta đang sử dụng búa, wow búa và cả bet ABK nha mọi người. Cho nên là bet ABK của chúng ta thì cũng đã level 70 và đã 5 sao đột phá được 1.900 máu rồi. Thì nick này nói chung là anh em nào có nhu cầu mà mua về vừa chơi mà có thể bem thành thì cũng khá là tốt. Ở đây thì Cú sẽ show bet luôn cho anh em. Ngoài ABK 5 sao ra thì chúng ta còn có cả bet rồng nè, bet phượng hoàng đều đã max đột phá và level 70 nha các bạn. Hiện tại thì đang nuôi con hu hoặc là con rắn thì tùy các bạn thôi. Nói chung là đủ bộ 3 bet là phượng hoàng, rồng và cả ABK đều đã 5 sao. Rồng với phượng thì đã max đột phá, còn ABK thì đã đột phá được 1.900 máu nha mọi người. Về phần ngọc nick này thì các bạn cũng thấy là chúng ta cũng có full được một bộ tím, đó chính là hạt nhân, phong ấn và liên kích, và một viên thần báo là cam nha các bạn.
Về phần chòm sao thì hiện tại là đã max tối đa rồi. Tu luyện thì chúng ta cũng đã max heal level. Tiếp tục là vật tổ. Vật tổ thì ở đây là 29, 31 và 30. Ở đây thì cứu sẽ sơ sơ qua hơi nhanh một tí xíu để chúng ta còn đấm giải siêu cấp nữa nha anh em, để cho anh em dễ xem hơn thôi. Đây là cái phần tính năng mới là tính năng chiến văn nha các bạn. Về vũ khí thì là level 17 nè, trợ thủ level 17, dây chuyền level 12, nhẫn cầu hôn level 17, vòng tay 1 level 18, vòng tay 2 level 18, nhẫn 1 level 17 và nhẫn 2 là level 17 nha các bạn. Tiếp tục là hồn sao. Hồn sao của chúng ta thì hiện tại chúng ta đang sử dụng 4 hồn sao là cuồng phong, hắc ám, mặt trời và cả hồn sao bóng tối. Thì ở đây là chúng ta chỉ mới lắp 4 hồn sao thôi nha các bạn. Thì khi mà các bạn lấy nick về thì các bạn có thể tìm thêm một cái nữa lắp vào, nhưng mà cũng hơi căng à. Chúc phúc thì hiện tại là vũ khí level 12 nè, nón level 11, áo level 11 và trợ thủ level 11 nha các bạn. Đá giác vàng, à bậy, đá khảm chứ. Sao hôm nay kiểu như nó đơ đơ, nó ngáo nhựa các bạn. Cứ sai nhiều cái tào lao ấy. Hay là giác chưa ngồi ngáo các bạn. Thì ở đây mọi người cũng thấy hiện tại bộ đá khảm của chúng ta là có 3 nè, 3 viên đá khảm 13, còn lại là full 12 nha anh em. Tuy nhiên thì các bạn cùng với cú nhìn ở bên túi là chúng ta còn có 2 viên đá thủ level 12 đây và 2 viên 11, thì nói chung là cũng gần 3 viên 11 rồi. Các bạn gán kiếm thêm một viên 11 nữa thôi là chúng ta sẽ lên được một viên thủ 13 nha anh em. Rồi, với lại cái đá tím nè mọi người, đá tím này thì cũng một viên 11 nữa là chúng ta sẽ lên được một viên 13, thì có hai viên sắp lên 13 ha. Rồi thần khí thì cũng đã cán móc bậc 7 rồi nha các bạn, bậc 7 cấp 1. Đó thì cũng đã ăn hết được cái phần thuộc tính rồi nha mọi người. Bây giờ là tới cái phần gì nhỉ? Tới cái phần là thám hiểm đi ha. Thám hiểm thì hiện tại là bạn ấy đã up khá là đồng đều, đều đã level 61, 60, 60 và 60 nha các bạn. Thì đây là một trong những nick mà chắc là chọn up đều á. Còn thành ngôi sao thì nói chung là về phần vũ khí, phần pet và phần thời trang thì hiện tại cũng đã lắp đầy đủ ha anh em. Thì đây cũng là một con nick nói chung là tầm trung. Thì bây giờ chắc là cú sẽ test giải siêu, test sẵn đi mọi người ơi. Giải siêu cấp thì gà 25 thì vào, gà 25 thì gào gặp mấy bạn nhỏ thì cũng không có ngon lành gì. Thì bây giờ là cú sẽ chuyển sang con bét phượng hoàng hay là con bét rồng đi các bạn, cho nó trâu bò một tí xíu. Rồi thì cú sẽ test sẵn luôn cho anh em ha. Thì ở tầm này thì cũng giống như những cái nick mà cú đang bán thì nó chỉ thuộc dạng tầm trung thôi. Nhưng mà nick này được một cái là nó có ABK 5 sao, nó có thể cho giúp các bạn gáy thôi, chứ cũng ABK thì ít ai mang đi sẵn tại vì đột phá nó thấp quá anh em. Chỉ lấy lực chiến và chơi thành ngôi sao thôi ha. Rồi, với lại con nick này thì nó sở hữu bộ ba vũ khí khá là đẹp mắt, đó chính là wow boom, wow búa và cả Kara nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta ván đầu tiên thì chúng ta gặp một bạn level 59 thì cú sẽ thử full dam luôn, xem là có kết thúc được bạn ấy hay không nhá. Ủa dồi ôi, yếu thế. Thì nói chung tầm này thì cái việc mà đi sảnh thì cú nghĩ là nó khá là ok rồi. Tuy đây không phải là một ạc VIP nha anh em, cú nói trước đây chỉ là những con nick tầm trung. Tại vì ở bên cú thì cú biết á, là đa số với khách của mình á, Dubai thì cũng có, nhưng mà mấy anh Dubai thì đa số là ảnh mua nick VIP thì mình không nói đi, nhưng mà đa số sẽ là những bạn công nhân và những bạn ở các tỉnh này kia, với lại nước ngoài thì cũng có, nhưng mà đa số là anh em sẽ tìm tầm trung. Và 2 năm hơn, gần 3 năm qua cú làm á, thì cú cũng chỉ chọn cho anh em tầm trung là chính thôi. Còn những nick VIP thì cú cũng có nhưng mà rất là ít khi nào nha mọi người. Tại vì tầm trung 1, 2, 3 mét á, thì anh em sẽ rất là dễ chơi. Và nói chung việc mà đi sảnh hay này kia các kiểu thì nó cũng khá là ok, chứ không đến nỗi là ăn hành này nha mọi người. Ok, bây giờ thì gặp một bạn 64 nha. Cú sẽ sử dụng tiếp tục là một pha full dam và góc ngược nha anh em. Thì ở đây là nó hơi quan trọng một tí xíu, là tại vì nếu như mà các bạn bắn mid á thì các bạn sẽ bị đào sắp mặt thôi. Thì nói chung là anh em mà có xem cái video này mà cú nói lộn, nói nhầm hơi bị nhiều á thì các bạn cũng bỏ qua ha. Không biết sao mà tự nhiên chưa ngồi mà nói tào lao không. Ok, thì cú cũng đã show cho các bạn xem cũng khá là chi tiết về con nick này rồi. Thì nếu như mà sau khi kết thúc video này anh em nào cảm thấy ưng ý thì liên hệ với mình qua Zalo ha mọi người.
Ngoài ra thì hiện tại là kho nick bên mình thì anh em ủng hộ cũng khá là mạnh tay, thành ra là cũng còn lác đác vài nick thôi. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, nick bên Cú thì nói chung là tuy là Cú không có mua bán ở bên hội nhóm Facebook, nhưng mà anh em khách đồ thì cũng khá là ok, cho nên là nick ra vào thì hầu như là mỗi ngày thôi. Bữa nay hết thì mai lại có 3-4 người thanh lý hoặc là gửi bán này kia các kiểu, cho nên là nó cứ kiểu tới lui vậy đó. Thì anh em nào cần tìm thì có thể liên hệ Zalo thì mình sẽ tư vấn, hoặc là nếu có tầm anh em tìm thì mình sẽ cho các bạn tham khảo. Thì đối với Cú thì một lần nữa mình nhắc lại là thuận mua vừa bán thôi, cho nên anh em cảm thấy hợp lý, anh em cảm thấy ok thì anh em ủng hộ Cú. Còn anh em không thấy ok thì anh em có thể chờ những cái nick khác nha các bạn. Hồi nãy giờ đi sảnh thì cũng khá là đẹp ha, vẫn chưa bị đớp hành nha mọi người. Nói chung tầm này thì nó cũng giống như những cái con tầm trung mà Cú bán thôi. Thì các bạn đi sảnh kiểu như là không phải là bá đạo, không phải là chùm, nhưng mà các bạn đi sảnh thì sẽ không có bị ăn hành nha mọi người. Chúng ta sẽ win nhiều hơn là thua nha các bạn. Ôi rồi, bây giờ là chúng ta gặp một bạn sử dụng thương cổ nhìn có vẻ uy lực phết nha. Thương cổ với lại bé na thì đây là một cái kết hợp khá là nhìn khá là ưng mắt luôn ấy mọi người. Cú cũng rất là thích cái combo đó nha. 14, 15 luôn các bạn ơi. Thì đây là một pha full dam nha các bạn. Ủa rồi sao yếu thế nhờ, nhìn quy lực thế mà. Chỉ với một cây búa va vào đầu thôi thì đã gần 200.000 máu rồi các bạn. Cú tính là bạn ấy cũng khá là trâu ấy, cho nên là mình mới bò xuống dưới để tạo độ khó một tí xíu. Tuy nhiên thì không thể nào ngờ được các bạn. Ok, bây giờ thì Cú sẽ đi thêm 3 trận nữa nha anh em. Thì sau khi kết thúc 3 trận nữa thì chắc là Cú cũng sẽ kết thúc video luôn. Lúc đầu mình tính là quay giải siêu cấp đi cho nó kịch tính một tí xíu. Tuy nhiên thì bạn chủ nick bạn trước đó thì bạn ấy không có đi, thành ra là đang gà 25 thì vào diệt mấy bạn nhỏ thì cũng kiểu như là cũng không vui gì các bạn ơi. Cho nên là thôi test sẵn luôn cho anh em dễ hình dung, để không có nhiều bạn bảo ăn hành sập mờ mấy. Thì đây là minh chứng luôn nha, công khai luôn ha mọi người. Đấy, lại ngon ngay. Nói chung nick của Cú bán tầm trung á thì mình không khẳng định với anh em là làm bá chủ hay là bán hành ở sảnh, nhưng mà đặc biệt một cái, những cái nick nào mà Cú đảm bảo với anh em là không ăn hành thì có nghĩa là đi sảnh các bạn vẫn có thể thua, nhưng mà thua ít thôi chứ không phải là 10 trận thua hết 7-8 trận nha các bạn. Tức là chúng ta lâu lâu gặp VIP thì chúng ta vẫn thua, còn bình thường thì đa số là đi sảnh sẽ rất là ổn áp như cái con nick hồi nãy giờ Cú đi nè. Chứ nhiều bạn bắt bẻ mình quá, một cái nick tầm trung thì làm sao mà các bạn đòi là phải bá đạo được. Kể cả những cái bạn bá đạo đi mà xui xui thì còn bị những bạn bá đạo khác đập mà mọi người. Chứ đừng có nói chi những cái con tầm trung mà chỉ dưới 5 triệu, chỉ với nằm ở 3-4 triệu thì nó sẽ như thế này là nó quá là ok rồi các bạn ơi. Cho nên là mọi người cứ thấy hợp lý thì ủng hộ Cú, còn không hợp lý thì các bạn đợi những cái nick khác giùm mình ha. Dạo gần đây thì mình cảm thấy là mình hơi bị show, hơi bị nhiều lên trên kênh rồi đấy mọi người. Chứ thật sự thì Cú ít khi nào mà show lên kênh lắm. Tại vì bây giờ làm video thì chỉ đi giải siêu cấp không thì anh em cũng hơi chán. Cho nên là lâu lâu đổi qua con này, đổi qua con nọ, kiểu như là nếm thử mùi đào hay là nếm thử mùi hành cho nó vui. Còn những cái con 70 mà đi bắn á, thì hành nói chung là cũng ngập mồm rồi. Nhưng mà đi hoài một con thì anh em xem nó cũng nhàm chán. Nó cũng chỉ có đa số là show về phần chiến thuật với lại kỹ năng bắn thôi. Thì anh em cũng đã nhàm rồi, cho nên là sang những cái con này để tạo lên những cái tình huống như là đào hay là show này kia cho nó bắt mắt. Rồi ok, bây giờ là Cú sẽ đi một ván cuối nha anh em. Thì sau video này thì Cú sẽ kết thúc luôn. Rồi ván cuối gặp boss luôn các bạn ơi. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Hiện tại thì một cái máy tàu nó đi ngang các bạn ơi, cho nên là nó hơi bị e hồi nãy ha. Bây giờ là gặp boss thì thôi, mình sẽ đi thêm một trận nữa để gặp người bắn một cái đi rồi hả kết thúc. Thì nói chung là vẫn cảm ơn anh em rất là nhiều đã luôn ủng hộ Cú, cũng như là mua bán này kia này ủng hộ mình. Thì ha, thì cảm ơn anh em là bây giờ là hầu như mỗi video thì Cú cảm ơn các bạn đến nỗi nhàm chán rồi. Thật sự ghê ghiếc mà mình quen luôn ấy mọi người.
Cho nên là anh em nào cảm thấy yêu quý mình thì anh em cũng có thể kết bạn để cần gì thì mình cũng có thể ủng hộ mình ha. Rồi ok, bây giờ là gặp một bạn 57. Con rồng của bạn ấy chưa lớn nữa mọi người. Chơi góc ngược luôn. Rồi ok, thì cũng sẽ kết thúc luôn nha anh em ơi. Thì hẹn các bạn ở video đấm đá ở phía sau ha. Thì bây giờ là mình sẽ bye bye mọi người, để chuẩn bị chắc là chiều mình mới up lên cho anh em xem được. Rồi ok, tạm biệt mọi người. Và chúc các bạn một lần nữa là gần Tết rồi thì giữ gìn sức khỏe nha mọi người. Thật sự thì ở chỗ cú thì dịch nó vẫn còn rất là nhiều, thì nói chung là mình cũng phải cẩn thận này kia, gần Tết đến rồi mọi người. Thì bye bye anh em, hẹn anh em ở những cái video gái sau.